Vâng, xin chào toàn thể quý khán giả thân thương trên kênh của Mạnh Bonsai. Đầu tiên giới thiệu với quý vị đây một tác phẩm si bút hồng nhé. Đấy, tác phẩm si bút hồng, cây này dáng phụ tử. Dáng phụ tử, cây si bút hồng rất là to, không bé đâu ạ. Đấy. Dáng phụ tử. Cực to luôn. Đây, cái này anh Hiệp cao anh ấy sẽ 1 mét. Cao 1 mét. Rộng 90. Tán rộng 90 này. Cái thân to đi anh, đấy. Thân to. 80. Hoành thân cái to nhá. Là 60 nhá. Cái này ra mình 35 triệu. Đấy, cái si à. 35 triệu thôi. Cái dưới 35 triệu. Vâng, tác phẩm tiếp theo là tác phẩm Duối. Cái Duối đẹp nhỉ. Cái Duối lần trước giao lưu và báo trên kênh của chúng là 18 triệu rồi đúng không ạ? Vâng. Lần này báo anh em 18 triệu 300. Vâng. Đấy, chị lấy anh em thêm ly cà phê thôi. Tiền hàng ngày nhổ cỏ thôi, tưới nước thôi. Hoành được 108. Cây rất quái cây. Chiều cao là được 75. Vâng. Tán rộng là 90. 83 triệu. À quên. 18 triệu 300. Đằng sau bác ấy có cái tác phẩm xanh Nam Điền. Đó. Cái này 65 triệu rồi. 65 triệu. Cái này cực vĩ đại, cái to. Quá to. Cái này mà ship vào Sài Gòn cho các bác 1000 cây số, 2000 cây số từ Hà Nội đi vào cũng khối tiền đấy, không ít đâu ạ. Mấy đồng anh? 65 triệu. Vâng, 65 triệu. Đây, chỗ, văn nhân. Quay kỹ, cây kia đi ra này, cây quay kỹ. Cây này ấy nè, cây này bông biếc đẹp này anh à. Cây rất đẹp rồi, cây hoàn thiện. Vâng, cây này bông đẹp à. Đấy, 65 triệu. Đây có đôi trực văn nhân này. Đây là một cây đảo địa Vân Tùng. Đấy nha, em về đằng kia em quay này, lấp cái ghế. Đấy, cây này đảo địa. Ờ. Cây này mình là văn nhân. À. Đảo địa này, đây đến đây là một. Xuống quắp lên. Đây là một cây quái. Rồi. Cây có những nét kỳ. Cây này đang đi với anh em là 4 triệu. Và cây văn nhân này cũng 4 triệu. À. Đấy, một đôi là 8 triệu. Đây đo chiều cao cho anh em. Cao là 90. Chậu thì như nhau này, chậu chiều dài là được 42 cm. Cây này 4 triệu một cây. Đây cây này mình vip. Đẹp không? Hàng vip hay hàng hịn đấy à? Hàng hịn đấy. Cao là 70. Tán rộng là 120. Chiều dài của chậu là được 90. Cái này anh em đảm bảo là 35 triệu. Chính nha, cây này càng ngày càng đẹp anh ạ. Đây là cái thị. Thị mà thị thơm đấy anh. Thị ơi thị rơi bị bà. À, bà để bà ngửi chứ bà không ăn đấy gì ạ? À? Bà để bà ngửi. Là rơi đúng cái bị đấy gì? Này giao lưu với anh em 15 triệu. Anh Nam Điền. Sao cái này vừa bổ ra?
Thế này chắc anh em mà thấy cái rễ này to thì chắc là định làm sẹo. Hãm đi. Hãm lại gì? Người mà có sẹo chả ai thích, một cây của sẹo nhiều người thích thế nhỉ. Ừ. Đây, anh nhìn này. Sửa. Để có những cái này thì nó phải có thời gian đấy này. Phải độ kiên trì, kiên nhẫn nó mới ra được độ chun, độ su si. Mấy đồng cái này anh? Cái này đang đi với anh em là 30 triệu. Anh em điều trị nữa. 30 triệu. Chiều cao là 1m2. Tàn rộng là 1m7. Chiều dài của chậu là 1m3. 30 triệu. Đây, cây này đi anh, cây quê đây, hay này. Cây quê cổ à. Quá đẹp nhỉ. Ngũ phúc này. Dáng làng rất tự nhiên. Vâng, đấy, cây dáng làng. Nhìn thì nó như một cây đại thụ của cây đa đầu làng thu nhỏ ấy. Thế vâng. Nhìn sâu vào hơn nữa thì như chú Mạnh nói là đúng là ngũ lão dáng đỉnh. Bốn tay ở bốn bên đúng không? Ngũ lão dáng đỉnh này. Ngũ phúc, ngũ phúc. Một này, hai, ba, bốn này, đến đây là năm này. À. Quay vào cái bệ. Ngũ phúc rồi. Quay sâu vào cái bệ. Cây kiểu dáng làng ấy, cây cổ ấy. Cây này. Chiều dài của chậu này. Chiều dài là 1m6 này. Cây này anh em đang chuộng lắm này. Tàn là được 2m này. Chiều cao là được 1m4 này. Với anh em là 90 triệu. Xanh quê đúng không anh? Xanh quê cổ. Xanh cổ quê. Quá phê chứ đúng không? Vâng. Không làm nốt video này xong anh em mình nghỉ trưa nhá. Vâng, 90 triệu rồi, giá hợp lý. Giá đẹp, được. Anh em kết thì liên hệ với anh Hiền. Đấy còn cây to đấy anh. Mà. Cây nam điển đây anh em ạ. Cây to này như ác chiến này. Đẹp không? Cây cổ. Cái này mới là cái đẹp này anh này. Quá đẹp luôn, như không phải là cây đẹp nữa. Vâng, cái này đẹp này, cái này chất này. Bề thế là vững chắc, nhưng mà thứ nhất là cái dáng nó đẹp thế. Vâng, cái này cái dáng làng đẹp à. Đẹp hơn cả cây ngũ phúc kia nhiều. Cái này là cây nam điền đấy chứ. Anh ạ. Cây nam điền đó. Vâng, thế và cây này là cây xanh nam điền đấy chứ. Cái này giao lưu với anh em là 90 triệu. Quay xứng diện anh em rồi nhé. 90 triệu thế bằng bằng cây làng kìa. Ừ. Bằng cây ngũ phúc à? Thế lấy cây này hơn chứ. Ừ, quay chi tiết để các bạn. À. Đúng không các bạn? 90 triệu lấy cây này hơn chứ. Mà có điều kiện để lấy cả hai càng đẹp. Rồi cây với cây kia, cây quê già. Cái điền. Giá có 90 triệu.